Nãy nó nói trái trường á, trái trường là trái này nè, trái này là người ta gọi trái trường nè, nó giống như là trái dải vậy nhưng mà nó nhỏ. Thằng này dắt bò về chiều 5 giờ mấy, 5 giờ, 5 giờ mấy. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này, cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã. Ấy tôi nói trái trường á, trái trường là trái này nè. Trái này là người ta gọi trái trường nè, nó giống như là trái dải vậy nhưng mà nó nhỏ. Thằng này nó chua dữ lắm. Rồi cái này là bịch một bịch một. Cái này là trăm nè bà con, trăm đầu mùa nè. Đó, các bạn vô 30 tháng 4 vô đây là có trăm ăn. Bà già lùi thật. Anh ấy cái thứ ai hôm nọ? Anh ấy cái thứ tất cả Lai sco của ban ông hộp dụng mà của ban. Anh ấy chu cho ngon. Em chú ai cũng mau vô ấy, anh ấy chu cho ngon. Anh chú còn cái hộp ban chú em. Anh ấy mới vô tới thứ tất phát cái ba chân anh nhá nè. Ừ. Ừ. 30 tháng 4 rồi mỗi xe măng măng cục rừng á. Nữ ăn tức á. À. Apply ấy cái ba. Anh ấy say à? Anh ấy say cái là. Anh ấy dịch lòng nướng muối ớt mà anh ấy nghe. Cái món đặc biệt tôi nghe tôi mới thấy rồi nha. Ở ngay chùa Tà Bạ đó bà con. Có tới ăn là ngay chùa Tà Bạ này có miên xây sát bầm ra thế nè. Hộp vịt lẩu cái gì bắp gì cái này trứng cút nướng bắp. Trứng cút nướng bắp. Cái quán này là ngay ở cổng chùa luôn nha bà con. Ngay cổng chùa có bán trăm nữa nè. Trăm này là mới có mấy hôm nay rồi nè. Anh ấy lụa bán mà cái lụa mà cái này mới nè. Trăm đầu mùa, trăm đầu mùa là 50. Đòn tích tiết lẹ thái, ai đờ sổ bố tích lẹ thái. Vì ní đa sám, từ đây tới 30 tháng 4 chắc còn bán được rồi ha. À, khách vô nhiều. Bà này bà bán nãy thấy cọc tiền của bà không?
mấy triệu quá trời. Mấy triệu, trăm mấy ngàn. Đó, anh em nào mà hỏi tôi trăm bữa hổm ở trong này có trăm chưa, bây giờ bữa nay tôi thấy có bán trăm rồi nè. Mà này cô này cô bán ở ngay chùa Tà Phả, ngay cổng chùa Tà Phả. Ký 50 còn rẻ đó, có nhiều nơi bán tới 8-90 trăm gì đó. Này là trăm đầu mùa. Trăm đầu mùa. Thấy thấy cô quán đẹp gái không? Đẹp giống con mẹ. Mai vô coi luôn. Tụi con ở đâu tới vậy? Ở Tiền Giang hả? Giờ này còn ở đây hả? Dạ đâu có con xuống sáng trái này sáng giờ đây trái này. Trời ơi. Cái này con làm nước uống như nước chanh á, cũng ngon lắm. Thằng này ăn nó ăn tươi như ăn nổi luôn. Cái này mới có bữa nay đó. À đúng rồi, sáng dụng chạy là con đúng rồi. Cái này á nếu ít hôm nữa tụi con vô á, tụi con chạy đường An Tức á. Ở khúc bên An Tức người ta bán nhiều. Mà nãy chú chạy chưa thấy. Ngày muốn nhum chi tới mấy a toàn khơi đấy phụ. Nơi vật xây vật khmai mối đào mưa phần nè. Ừ khơi kia được bài đài đúng không? Sông lột tử, sông lột tử. Nếu như sông lột tha vô màu. Sông lột chuối màu ơi. An dương tử lụa đô hồ lùi. Trăm con trai ấy đôi nè. Đôi trăm phần năng ấy. Nhân lùng ơi ta sớm ơi bên tại đàm nâng thống á đàm nâng thống mà bạc bé nào nào bạc đây mà chua dưới nè phát quát xây anh ta ngay muốn khơi kịp bài nè xoài là hóng xoài là nếu khăm lụa đồ châm ở việt tử riêng ăn thông tích ăn bữa chuối mai chuối ở ơi ơ mẹn cô này vậy ăn chà là có mát ta cho mùi nụ còn xa mẹn ở còn xa ấy đâu ở còn xa ấy xa đó thưa đây tôi chương tinh mất nè còn mai xa đấy. Nó không ai cắt đĩa nữa. Con bé người không ai đẹp không? Tôm sao mấy anh? Dậy lên nha. Ấy Yến hả? Tí mà anh con học lớp mấy rồi? Chốp ơi! Chốp thơ ấy. Chốp thơ ấy. Này chùi lũ ấy. Tịch tiết xài ấy mở khơi nha. Tàn dài à, vậy nước mà nó khơi tàn dài à. Nó phùm lắm rồi, anh nó cao phải môn nó cao. Con ta ấp ơn. Anh chân? Chá. Mấy cái quán ở dưới chân chùa Tà Phả gửi xe. Có cái mở bán được, có cái mở bán cũng không được. Gà lốt, xoài chép. Chỉ có thứ bảy chủ nhật thì có lý chút. Nó bán trầm với bán trái trường nãy á. Nó biết tôi mà tôi đâu có biết nó. Là nó biết tới ông già tôi rồi. Ông già tôi hồi xưa ở trong xóm mấy người đồng bào Khmer á. Người ta kêu bằng tan sai là ông thỏ. Tại vì ở nhà ba tôi nuôi mấy con thỏ. Như hồi xưa ở nhà, nói hồi xưa chứ cũng 30-40 năm rồi đó. Là ở nhà có cái tivi Sony trắng đen nhỏ xíu à, 16 inch. Chiều cái mở lên cái bà con ở trong làng á người ta hay ra coi lắm.
bằng đầu để trong nhà coi. Tới bà con ra đông quá cái đem ra để ngoài sân luôn. Đó. Để ngoài sân rồi trải chiếu rồi bà con lớn nhỏ gì ra ngồi đó coi. À, nhất là cái thứ bảy chủ nhật á. Đông lắm. Mà hồi xưa hình như có cải lương hay gì tôi nhớ. Nguyên cả cái làng tôi ở đó là tới thứ bảy chủ nhật là ra đông lắm, là đầy sân luôn, như là đi giống đi coi cine. Ông già đem có bàn để cái TV 16 inch trắng đen để đó rồi bà con coi. Mà hồi xưa vui lắm, bây giờ thì ai cũng có TV, ai cũng ở nhà coi, không có vui. Đủ thứ loại chè hết, chè lạnh. Đậu xanh với trời ơi, quay quảng cáo cho bà. Như hả? Bà này bà không chịu quảng cáo, bà không cho quay, không cho quay thôi.